Thina kính chào quý vị và các bạn. Bánh củ cải là một trong những loại bánh nổi tiếng có trong thực đơn của các nhà hàng điểm xăm tại các nước châu Á. Những video lần trước, Na đã chia sẻ cách làm bánh củ cải rồi, nhưng lần này, khác hẳn với lần trước là cách làm bánh củ cải chai công thức và cách thức pha bột rất hoàn hảo, nên sau khi hấp xong, bánh không bị cứng hoặc bị nhão. Khi chiên không bị dính chảo, giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong Loại bánh này ăn cùng với lại nước tương chua ngọt rất ngon Để làm bánh củ cải cha như thế nào Thì bây giờ Thi Na xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thi Na vào thực hiện cách làm Sau đây là một số nguyên liệu Gồm có Củ cải Củ cải thì mình mua loại củ cải trắng Mà nó tươi, nó có nhiều nước thì làm nó không bị đắng hành lá, nấm đùi gà, Và dài tép tỏi, cái này á mình giới thiệu sơ qua thôi, còn trong lúc làm á thì mình sẽ nói chi tiết hơn ha. Rồi mình cần có thêm bột gạo, lò bột gạo này rất là tốt ha, không có mùi, bột năng hiệu nào cũng được nha các bạn, dầu ăn. nước lọc. Mình sử dụng nước lọc để bánh nó thơm ha. Không có bị hôi mùi. Hành tím phi giòn. Tiêu trắng, mình sử dụng tiêu trắng nha, nó thơm mà bánh nó được trắng nữa. Đặc biệt là cái bánh này phải dùng tiêu trắng nha. Muối. Rồi tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm nha đây là cái bàn bào để mình bào của cải trắng ha nếu không có bàn bào các bạn có thể bào bỏ vỏ của cải rồi cắt tròn sau đó cắt nhỏ lại mình sử dụng 320g của cải trắng loại thật là tươi nha thì nó không có bị đắng cái bàn bào này làm rất là tiện nhanh nữa đó các bạn Rồi, à, vậy là xong. Còn đây là nấm đùi gà mình sử dụng 150 g, xé nhỏ ra. Hoặc là các bạn có thể dùng dao cắt nhỏ nhỏ ra cũng được nữa nha. Mình dùng cái kéo cắt nhỏ ra. Nếu không có nấm đùi gà, các bạn có thể sử dụng những cái loại nấm khác cũng được nữa nha. Nấm ăn rất là tốt bây giờ mình sẽ cắt hành lá ha, cái phần trắng thôi nha, còn cái phần xanh nó thì mình sử dụng sao, cái này để một chút mình cho vô bột, bốn tép tỏi ha, đập ra, rồi bỏ cái vỏ, sau đó mình băm cho nó nhuyễn, nhuyễn vừa thôi, không có cần nhuyễn lắm nha, bốn tép tỏi thôi nha, đừng có dùng nhiều ha. Rồi bây giờ mình pha bột cho hai cốc bột gạo vô đây. Hai cốc bột gạo tức là 240 g. Gram. 30 g tinh bột năng, hiệu nào cũng được nha. Đừng có cho bột năng nhiều. Để chút nữa mình chiên bánh nó được giòn chứ cho bột năng nhiều bánh nó dẻo quá, thì mình chiên nó dễ bị dính chảo mà bánh nó không có giòn. Nếu mà các bạn thích ăn giòn. Rồi bây giờ mình sẽ cho 400 ml nước hường vô đây. Nước lọc hường thôi đó, nước mình uống ở trong cái bình đó các bạn ở nhiệt độ phòng ha. Rồi mình quậy cái bột này cho nó tan hết ra. Nếu mà kỹ thì các bạn có thể um, lượt lại nhưng mà mình dùng cái dụng cụ um, trộn bột này nè cho nên bột nó rất là mịn không có bị uh, đóng cục. Bây giờ á, mình uh, cho vô cái chảo hai muỗng canh dầu ăn để mình xào cái phần nhân. Hai muỗng canh dầu ăn ha. Loại nào cũng được. Rồi mình cho tỏi vô trước để mình phi cái tỏi này cho nó thơm. rồi bây giờ mình cho vô đây hành lá ha hành nhưng mà không có lấy cái lá lấy cái phần thân của hành thôi mình xào lên cho nó dậy mùi thơm ha để lửa lớn nha các bạn rồi sau khi tỏi và hành nó dậy mùi thơm thì mình chuẩn bị mình cho củ cải vô nè củ cải và nấm đó các bạn cho chung một lượt luôn xào ở lửa lớn cho nó dậy mùi thơm ha đảo liên tục nha rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê tiêu trắng đã giả sơ sơ ra rồi một muỗng cà phê muối nếu thích bột ngọt thì các bạn có thể niêm bột ngọt vô đây nha bột ngọt hoặc là bột niêm gì cũng được thì nó sẽ càng ngon hơn nếu mà bạn thích rồi bây giờ mình chế bột từ từ vô để mình trộn ha chế từ từ thôi đừng có chế một lần một nha để lửa trung bình thôi mình đảo nhanh tay nha đảo thường xuyên nhanh tay ha và thường xuyên chỉnh lửa nha từ trung bình cho tới thấp chứ đừng có để cao cứ rót từ từ vô làm vậy thì sẽ thành công ha cái công thức này đúng lắm nha các bạn rất là chính xác hôm nào mà các bạn làm thử nha Bây giờ sau khi bột đặc mình cho thêm hai muỗng canh dầu ăn vô đây Để cái bánh nó mềm mượt bóng đó các bạn Khi mà mình thấy bột nó đặc rồi đó Thì mình ngưng mình không có trộn nữa ha Tắt bếp Rồi mình cho vô đây hai muỗng canh hành tím phi sẵn ha Để cho bánh có mùi thơm Cái hành này rất là thơm đó các bạn Mặc dù mình tắt bếp rồi nhưng mà mình phải trộn sơ cho nó đều cái hành này ha cái khuôn này mình phải thoa dầu cho thật là nhiều rồi sau đó mình cho bột vô đó rồi dùng tay mình ém nó xuống để cho nó đặt cái bánh lại đó các bạn rồi mình thoa thêm dầu nữa lên bề mặt của bánh ha để bánh sau khi mình hấp xong á thì cái mặt bánh nó không có bị nứt bóng không có bị khô rồi bây giờ mình cho cái khuôn bánh này vào cái sửng để đem đi hấp Đậy nắp lại ha à, Các bạn có thể hấp bằng sửng tre hoặc là sửng ngay nóc cũng được Nếu mà hấp sửng ngay nóc các bạn nhớ Lâu lâu vũ nước để nước nó rớt ra ngoài nó không có nhiễu vô bánh Mình sẽ hấp bánh trong vòng 40 phút Ở lửa thật là lớn là bánh chín Sau 40 phút nè Bánh chín nè các bạn Bánh rất là thành công luôn Mình rất là uy tín luôn đó các bạn đó nhưng mà mình phải chờ cho bánh thật nguội khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi mới cắt nha bây giờ mình nấu nước chấm ha mình cho một cốc nước vô đây đến cái đến là nửa khớp đường đường này sử dụng đường thốt nốt trộn đều cho đường nó tan ra khi đường tan thì mình cho nửa khớp nước tương cha vô đây ha cái đến là một phần tư khớp giấm gạo 2 phần 3 muỗng canh dầu mè đó các bạn cho nó thơm ha thích ăn dầu mè nhiều các bạn cho thêm ha sau khi mình nấu xong thì mình cho ra chén liền để khỏi bị hư cái nồi bởi vì muối mặn á mình để lâu trong nồi nó sẽ bị hư ha rồi bánh nguội mình ập xuống mình lấy bánh ra rất là dễ nè các bạn bây giờ mình sẽ cắt bánh để đem đi chiên đó bánh rất là thành công luôn cắt miếng to miếng nhỏ tùy ý các bạn nha. Sau khi mình cắt xong thì mình mới chiên ha. Bây giờ mình cho dầu vô cái chảo để mình chiên nè. Chờ dầu nóng thì mình cho từng cái bánh vào ha. Lắc qua lắc lại như nè. Nó không có bị dính cái chảo. khi chiên thì các bạn chỉnh lửa nha chỉnh lên chỉnh xuống chiên sao mà nó vàng hai mặt là được ha nó vàng á nó giòn bên ngoài nó mềm bên trong ngon lắm công thức này đúng và chính xác lắm nha nếu mà bạn nào mà làm những cái công thức khác mà bị bị sai đó thì các bạn cứ vô đây theo cái công thức của mình làm bảo đảm chắc chắn là sẽ thành công và ai ăn cũng khen ngon hết đó các bạn mình lật qua lặt lại vậy nè. Chiên cho nó vàng vừa thôi, đừng có bị cháy là được ha, nó vàng vậy là được nè. Cái lúc chiên gần cuối cùng á mình tăng nhiệt lên để bánh nhả dầu, giúp bánh giòn hơn trước khi mình cho ra dĩa. Đó, bánh đạt yêu cầu lắm nè. Đảm bảo ngon nha. Kèm theo chén nước tương nữa. Mình gấp cho các bạn coi nè. Không nhão không cứng kèm theo chén nước tương có thêm vài lát hành, chấm bánh củ cải vô, ăn chua chua ngọt ngọt mặn mặn thơm thơm, trời nó ngon quá các bạn ơi, nó giòn bên ngoài mà nó mềm bên trong nó ngọt ngọt củ cải đó, ngon lắm, các bạn có thể ăn kèm với lại tương ớt cũng được nữa nha, hoặc là trái ớt cắt nhỏ ra cũng được, chấm thêm miếng nữa nè. bảo đảm ngon luôn rất thành công rồi thina đã chia sẻ xong cách làm bánh củ cải chai rất là ngon rồi thina xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt hẹn gặp lại trong những video lần tới